Vụ Hoa hậu Phương Nga, tại sao nhân chứng lại được ngồi phòng kín? Ngày 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ Hoa hậu Phương Nga và đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trao đổi với phóng viên chúng tôi, ông Phạm Xuân Anh, nguyên chánh án Tòa án Nhân dân huyện Lạng Giang, hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang cho rằng, theo Bộ Luật Tố tụng Hình sự, người làm chứng tự khai trước tòa hoặc không cần đến tòa nếu có lý do chính đáng. Hội đồng xét xử căn cứ vào lời khai của nhân chứng tại cơ quan điều tra vẫn có thể tiến hành xét xử bình thường. Ngoài ra, còn bản tự khai của nhân chứng, nếu có yêu cầu, cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó có tòa án phải tôn trọng, giữ bí mật danh tính cho người đó. Tâm sự với phóng viên, ông Xuân Anh cho biết, trong cuộc đời 30 năm trong ngành tòa án, đây là trường hợp hy hữu, người làm chứng đề nghị được ngồi cách ly trong phòng kín, không cho nhà báo chụp hình. Ông Phạm Xuân Anh nhấn mạnh, trong hồ sơ vụ án có bản tự khai của người làm chứng Nguyễn Mai Phương. So sánh nó với lời khai tại tòa của người làm chứng trước đó, nếu thấy phù hợp thì hội đồng xét xử chấp nhận. Còn vênh nhau, hội đồng xét xử có trách nhiệm làm rõ trong quá trình xét xử. Trước ý kiến của nhiều người tham gia quá trình xét xử, nếu không nhìn tận mặt thì ai dám chắc đó là lời khai thật sự của người làm chứng Nguyễn Mai Phương. Ông Phạm Xuân Anh phân tích. Nếu thấy cần thiết, người tham gia tố tụng có quyền đề nghị hội đồng xét xử cho phép vào phòng người làm chứng này ngồi để kiểm tra, nhận dạng khuôn mặt hoặc xem chứng minh nhân dân, ghi âm lời nói nhưng không được chụp hình. Nhiều chuyên gia pháp lý đồng tình với cách bảo vệ người làm chứng Mai Phương của Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP.HCM. Một lãnh đạo tại Học viện Tòa án xin giấu tên nêu quan điểm. Người làm chứng có quyền yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng bảo vệ quyền riêng tư của mình. Họ sợ bị nhận mặt, bị trả thù hoặc không muốn công bố hình ảnh trên báo chí. Hội đồng xét xử cho phép nhân chứng Mai Phương ngồi cách ly trong quá trình xét xử là chấp nhận được. Quyền của người làm chứng theo quy định cụ thể trong khoản 3 điều 55 Bộ Luật Tố tụng Hình sự, yêu cầu cơ quan triệu tập họ bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi tham gia tố tụng. Chiều theo điều luật trên, người làm chứng Nguyễn Mai Phương đề nghị hội đồng xét xử cho ngồi phòng cách ly là hoàn toàn đúng luật và được tòa chấp nhận. Chật vật thoát khỏi vòng vây 22.000 khán giả, Hoài Linh bị hỏng iPad và tụt mất dép. Sau khi tiết mục kết thúc, nam danh hài Hoài Linh phải nán lại khá lâu vì không có đường ra. Hàng chục khán giả vây quanh nhằm chờ anh để xin chữ ký và chụp ảnh. Tối ngày 25 tháng 6, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã có mặt tại hội chợ ở Quảng Ngãi để biểu diễn. Sự kiện thu hút hơn 22.000 khán giả. Tuy nhiên, do một bộ phận khán giả không mua được vé nên đã leo lên nóc xe và ngồi xem. MC nghệ sĩ La Thoại Phi kể lại rằng, khi Hoài Linh xuất hiện, đám đông vây quanh bịt kín cả lối đi, khiến lực lượng bảo vệ rất vất vả để đưa danh hài lên sân khấu. Sau khi tiết mục kết thúc, Hoài Linh phải nán lại đến cuối chương trình vì không có đường ra. Rất đông khán giả vây quanh nam danh hài, chờ để xin chụp ảnh và chữ ký của thần tượng. Hoài Linh cảm thấy vô cùng sung sướng và hạnh phúc trước tình cảm to lớn của khán giả gần xa đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Sau khi về đến TP.HCM, Hoài Linh mới kể với người thân rằng anh bị hỏng iPad do tình trạng khán giả chen lấn dữ dội. Thậm chí anh còn bị tụt mất dép nên không đi lại được. Trước đó, khi Hoài Linh đang đứng ra công bố giải thưởng thì bên dưới có người ném đồ lên sân khấu. Ngay lập tức nam danh hài liền lên tiếng: "Xin phép các anh chị đừng chọi đá nữa, tội nghiệp các cụ trong này lắm nha. Mong quý vị thông cảm, cảm ơn quý vị nhiều." Đa phần cư dân mạng khen ngợi cách xử lý tình huống khéo léo của anh khi khán giả phía dưới quá ồn ào, mất trật tự và không thể kiểm soát. Mr. Đàm, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung nói gì khi Hoa hậu Phương Nga hầu tòa lần thứ 3? Thưa quý vị, mới đây thì nhiều sao Việt tiếp tục lên tiếng trước và sau phiên xử lần thứ 3 của Hoa hậu Phương Nga với cáo buộc chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của đại gia Cao Toàn Mỹ. Ngày 26 tháng 6, phiên tòa xét xử lần thứ 3 Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga, 30 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội và Nguyễn Đức Thùy Dung, 28 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tiếp tục khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán. Các nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng. Đầu tiên là Đàm Vĩnh Hưng. Trên trang Facebook cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ loạt hình ảnh Hoa hậu Phương Nga trong phiên xử lần 3 và cả những phiên xử trước đó kèm dòng chú thích: "Bé này rất đáng để thương và phục.
Ngay từ đầu tôi đã nói, nếu cô bé này mà chịu bung bét thì nhất định nó sẽ thắng. Nếu phải lựa chọn không cần biết lý do và diễn biến thì tôi sẽ chọn bé Nga. Dòng chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng sau phiên xử lần 3 Hoa hậu Phương Nga thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sau đó người hâm mộ không còn thấy hình ảnh và lời chia sẻ của giọng ca biển tình về Phương Nga trên Facebook, nhưng không ít fan đã kịp chụp lại. Tiếp theo là nghệ sĩ Chí Trung. Nghệ sĩ Chí Trung có chia sẻ một bài viết về Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 trước ngày cô ra tòa lần thứ 3 này. Đi kèm với bài viết, nghệ sĩ Chí Trung chú thích rằng nửa đêm lục lọi được người hâm mộ quan tâm. Bài viết nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ có tựa đề Hoa hậu Phương Nga từng khiến MC Trường Giang, Bình Minh ngả mũ trên sóng truyền hình. Trước đó, táo giao thông Chí Trung cũng là một trong những nghệ sĩ mạnh mẽ lên tiếng sau khi Phương Nga hầu tòa lần thứ 2. Không phải bỗng dưng em trở thành hoa hậu người Việt tại Nga. Không phải bỗng dưng em im lặng trước tòa. Sắc nhợt nhạt, bỗng dưng rời son phấn. Tim gan góc giữa chốn tòa nghiêm cẩn. Để nhân gian lộ bỏ hết lẽ đời. Giữ niềm tin, cứ lặng lẽ tự bơi. Nghệ sĩ Chí Trung viết đăng kèm với hình ảnh Hoa hậu Phương Nga như vậy. Khi cộng đồng mạng đưa ra ý kiến trái chiều cho rằng Phương Nga rơi vào vòng xoáy mối quan hệ tình tiền là đáng lên án, nghệ sĩ Chí Trung đưa ra quan điểm, phần lớn chúng ta đã no đủ hạnh phúc nên khó có thể thông cảm với những người mắc lỗi khi đang trên con đường tìm kiếm. Tôi thường đặt mình vào hoàn cảnh và câu chuyện đời của những bạn ấy thì tự ta sẽ tìm được sự cảm thông và điều đó giúp cho trái tim của chính ta trở nên nhân ái hơn. Cô gái này còn kém con gái tôi 1 tuổi nên khi bày tỏ chứng kiến về câu chuyện này sẽ dễ hơn những người còn đang tuổi yêu đương. Tiếp theo là diễn viên Hữu Công. Từ góc độ khác, diễn viên Hữu Công chia sẻ đầy băn khoăn, đáng trách hay đáng thương liên quan đến sự vụ Hoa hậu Phương Nga bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Được biết, trong phiên xét xử lần thứ 3 này, Phương Nga đã chính thức lên tiếng về hợp đồng tình ái sau nhiều lần thực hiện quyền im lặng. Người đẹp khai rằng cô và ông Cao Toàn Mỹ từng đi du lịch ra nước ngoài nhiều lần và ở cùng chung phòng khách sạn. Tiền phòng, ông Cao Toàn Mỹ thanh toán, còn ở khách sạn trong nước thì hai người mới phải ở phòng khác nhau. Phương Nga nói, thực ra đây không phải là hợp đồng tình cảm, mà đây là chuyện giữa bị cáo và anh Cao Toàn Mỹ nói chuyện thẳng thắn với nhau về những mong muốn trong cuộc sống mà hai người có với nhau. Ngày ấy bây giờ của top 3 The Voice Kids mùa đầu tiên, Quang Anh, Phương Mỹ Chi và Ngọc Duy đều lớn phỏng phao như thanh niên. Quang Anh sinh năm 2001 trong một gia đình không mấy khá giả, có mẹ làm công nhân vệ sinh tại Thanh Hóa. Năm 2013, Quang Anh giành quán quân cuộc thi The Voice Kids mùa đầu tiên với sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang. Với giọng hát thiên phú, có thể hoàn thành xuất sắc nhiều thể loại nhạc cùng tài ứng biến trên sân khấu, Quang Anh nhận được sự chú ý rất lớn và trở thành sao nhí sáng giá thời bấy giờ. Sau khi đăng quang, Quang Anh được vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh dẫn dắt trên con đường âm nhạc. Thay vì đi diễn triền miên, Quang Anh chỉ được gia đình cho tham gia một số chương trình vào các dịp cuối tuần hoặc nghỉ hè. Năm 2014, Quang Anh cùng mẹ lên Hà Nội thuê nhà trọ để theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau 4 năm, Quang Anh thay đổi nhiều cả về giọng hát lẫn vẻ bề ngoài. Quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên từng rơi vào trạng thái khủng hoảng vì chứng mất giọng ở tuổi dậy thì, khiến em không còn giọng hát như thuở đi thi và cũng không thể thực hiện được các kỹ thuật thanh nhạc. Tuy nhiên, giọng hát của Quang Anh đã dần được cải thiện. Từ cậu bé hồn nhiên nhí nhảnh, đứng lọt thỏm trên sân khấu, Quang Anh nay đã là một chàng trai cao lớn, khoác lên mình những bộ trang phục hầm hố. Quang Anh xỏ khuyên, nhuộm tóc, đeo phụ kiện to bản để thể hiện cá tính ở tuổi dậy thì. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, Quang Anh cho biết, trước khi trở thành một chàng trai, một thanh niên thực sự, em muốn được trải qua khoảng thời gian thật nổi loạn, để sau này bản thân không cảm thấy hoài phí, thời thanh xuân hay ân hận vì không dám thực hiện một điều gì đó. Ngay từ vòng giấu mặt của cuộc thi The Voice Kids năm 2013, Phương Mỹ Chi đã trở thành hiện tượng của làng nhạc Việt khi thể hiện chất giọng ngọt ngào qua điệu dân ca Quê Em Mùa Nước Lũ. Dù không đạt giải quán quân, cô bé sinh năm 2003 được nhiều người săn đón và đắt sâu trong cả nước lẫn nước ngoài. Cũng trong năm 2013, Phương Mỹ Chi ký hợp đồng với công ty của Quang Lê và trở thành con nuôi của ca sĩ. Sau khi rời khỏi The Voice Kids, Phương Mỹ Chi rất đắt sâu và trở thành lao động chính của cả nhà. Quán chè của mẹ em đã đóng cửa, bố mẹ cũng đã nghỉ việc để trông nom nhà cửa và đưa con gái đi diễn. Phương Mỹ Chi cũng thừa nhận, nhờ có cuộc thi mà cuộc sống của gia đình em đã lật sang một trang mới.
đầy đủ và khấm khá hơn. Bố mẹ Phương Mỹ Chi từng vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận khi cho con gái đi diễn triền miên cả những ngày trong tuần. Cô bé 10 tuổi đứng rung rung trên sân khấu vòng thi giấu mặt của cuộc thi The Voice Kids năm nào, nay đã lớn võng phao thành một nàng thiếu nữ. Chia sẻ về sự thay đổi của mình sau 4 năm bước chân vào showbiz, Phương Mỹ Chi cho biết sau 4 năm vào showbiz, em đã trưởng thành hơn nhiều, thay đổi nhiều về ngoại hình đến tư tưởng. Em nghĩ là mình không còn ngây thơ như trước nữa. Dù có nhiều niềm vui khi được thực hiện đam mê và có nhiều khán giả yêu quý, nhưng đôi khi Phương Mỹ Chi vẫn cảm thấy buồn phiền vì bị xâm hại vào quyền tự do và riêng tư. Trong số top 3 The Voice Kids năm 2013, Ngọc Duy là im hơi lặng tiếng nhất. Sau khi rời khỏi cuộc thi, học trò của Thanh Bùi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh học thanh nhạc và gần như không xuất hiện tại các sân khấu âm nhạc. Ngọc Duy sinh năm 2001 trong một gia đình có hai chị em tại Hải Dương. Sau khi chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, Ngọc Duy theo học trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn và trường nhạc của nhạc sĩ Thanh Bùi. Hai năm trở lại đây, ngoại hình của Ngọc Duy thay đổi nhanh chóng. Cậu nhóc được Thanh Bùi bế bỏng trên sân khấu ngày nào này đã trở thành một thanh niên khôi ngô tấn tú. Bức ảnh khoe cơ thể săn chắc của Ngọc Duy được chia sẻ trên trang cá nhân.